chia sẻ và giúp đỡ người dân nói chung, người nghèo và đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi nói riêng, những người chưa hiểu biết pháp luật, những người còn đang lúng túng trong vòng lao lý, giải tỏa được những khúc mắc pháp luật bấy lâu chịu nặng trong lòng, được hưởng công bằng trước pháp luật chính là mục tiêu tốt đẹp của công tác trợ giúp pháp lý. Công tác trợ giúp pháp lý giúp người dân am hiểu pháp luật, tôn trọng chấp hành pháp luật, biết sử dụng pháp luật như một công cụ sắc bén để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình, tham gia quản lý nhà nước nhằm xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật. Đối với người dân thì việc mà chúng ta tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là rất cần thiết. Nhưng mà đó là khi nói đến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nói đến đối tượng chung. Trong lúc đó, người dân là những con người rất cụ thể, hoàn cảnh cụ thể. Mỗi người có một hoàn cảnh. Trong xã hội hiện nay, tuy chúng ta đang phấn đấu để xóa đói giảm nghèo, nhưng mà cái tầng lớp người mà bị thiệt thòi nhất hiện nay vẫn là người đang có cuộc sống vất vả khó khăn. Và khi người ta ngày nghèo, người ta đói, thì không chỉ nghèo đói về vật chất, mà nghèo đói cả chỉ hiểu biết về cái kiến thức xã hội. Trong đó có cái kiến thức hết sức cơ bản là pháp luật. Cho nên là chúng tôi đã phần một thời gian tương đối dài để xây dựng cái đề án thành lập cơ quan này. Hình thù nó như thế nào, đặt nó ở đâu, rồi thì ai phụ trách, ai lo việc này thì chúng tôi cũng rất lúng túng. Nhưng mà rất là mừng là nó đúng với cái tinh thần của Đảng và Nhà nước chúng ta mong muốn làm thế nào đưa pháp luật đến với người dân. 6 tháng 9 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 734 thành lập hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý ở Việt Nam. Và đến nay, Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp trên Trung ương đã được kiện toàn. Và 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Và còn có 361 huyện, quận có tổ hoặc là chi nhánh trợ giúp pháp lý. Và nhiều tỉnh, thành phố đã thí điểm thành lập các tổ hay các điểm trợ giúp pháp lý tại cấp xã. Và ở nhiều địa phương thì hình thức tổ chức ở cấp xã, quận hoặc là ở những cái vùng xa trung tâm thì được tổ chức tương đối phong phú. Ví dụ như là hòm thư trợ giúp pháp lý, điểm trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Và đặc biệt là việc mà các trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức những đợt lưu động. Và trên báo chí thì chắc là mọi người đều thấy rằng là cái vấn đề luật sư về làng ấy cũng là một trong những các hình thức trợ giúp pháp lý của nhiều tỉnh, của địa phương. Ngay từ những năm đầu khi Bộ Tư pháp nghiên cứu hình thành hoạt động trợ giúp pháp lý tại Việt Nam, Cần Thơ là tỉnh được chọn làm thí điểm. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách năm 1996. Hiện nay Cần Thơ vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác trợ giúp pháp lý. Tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Cần Thơ, chúng tôi đã được chứng kiến cảnh một cán bộ trợ giúp pháp lý tư vấn mẹ con người đàn bà Khmer. Chị đã phải làm bà ngoại khi tuổi còn khá trẻ. Đứa con gái bất hạnh tật nguyền mới 13 tuổi của chị không thể nói được tên của kẻ đã xâm hại mình. Làm mẹ bất đắc dĩ khi mới 13 tuổi, sự câm điếc đã khiến cho mọi nỗi đau của em đều khó có thể giải bày. Những lớp dạy và học cắt may đã mở ra con đường giúp nhiều chị em tự tìm kiếm công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống cho mình và người thân. Có rất nhiều vụ việc cần sự can thiệp hỗ trợ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Dường như ở đâu cũng tiềm ẩn những mâu thuẫn tranh chấp mà chỉ một sự giải quyết không thấu tình đạt lý cũng khiến cho nội bộ bất hòa trở thành chuyện lớn của nhà nước, của xã hội. Nhiều gia đình rơi vào cảnh oan sai, điều đứng. Nhiều chuyến viếng thăm, điều tra tư vấn lưu động của các cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý đã được thực hiện theo đơn từ khiếu kiện của dân. Hơn ai hết, họ hiểu rằng
sự vất vả của công việc mình làm chưa thấm tháp gì so với những nỗi đau, những bất hạnh do không hiểu biết pháp luật mà người dân đang phải gánh chịu. Tìm đến trung tâm trợ giúp pháp lý, người nghèo những mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ công bằng cho họ. Bà mẹ này có đứa con trai 16 tuổi, bị cột điện đổ đè chết. Gia cảnh đã neo đơn túng bấn, lại thêm sự ra đi của đứa con sắp đến tuổi trả nghĩa bố mẹ, càng làm cho nỗi đau, sự khổ sở vốn đã chất chồng, lại thêm chồng chất. Chùa Viễn Quang, một ngôi chùa của người Khmer, cũng là nơi mà các nhà sư tham gia tích cực vào công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Từ những cái nhu cầu cần thiết của bà con ở vùng sâu vùng xa, nhất là lĩnh vực trợ giúp pháp lý của bà con, với tư cách là mình là cộng tác viên cũng là trợ giúp, như là mình dịch lại cái tờ rơi và cái tờ cái gấp của cái bộ tư pháp được trợ giúp pháp lý là tiếng Khmer gọi là bà Xuân Thoa Mạc Ca Trùng Nuôi Cháy Bọc Ni Thị Sắc. Trong việc này để nhằm cái thông dụng cái ngôn ngữ của dân tộc Khmer và để cho bà con nhận thức thấy được chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Về mặt cái phương hướng phát triển của trung tâm đó, thì về mặt tổ chức ấy, thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái công văn là 374 của Bộ Tư pháp. Về vấn đề mà tăng cường cái tổ chức trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thì trước đây chúng tôi vẫn là có tổ cộng tác viên, nhưng mà là trung tâm đề cử tổ trưởng và thành lập tổ. Thì bây giờ theo cái hướng dẫn của bộ thì chúng tôi sẽ có đề án trình ủy ban tỉnh, sẽ là để cho ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ, sẽ giao thêm nhiệm vụ cho cái tổ trợ giúp pháp lý đó để người ta tổ chức trợ giúp pháp lý trong huyện, lưu động trong huyện về các xã, để bớt cái trợ giúp lưu động của trung tâm, để trung tâm tập trung để mà giải quyết những cái vụ án kiện lớn mà thiết thực và giúp người dân hơn. Hà Tây là một tỉnh nằm giáp danh Hà Nội, nơi đây được xem là một trong những tỉnh thành có công tác trợ giúp pháp lý phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực. Trung tâm trợ giúp pháp lý được đặt trong một tòa nhà ở một đường phố chính, rất dễ cho những người dân nhận biết, tiếp cận, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hà Tây đối với công tác trợ giúp pháp lý. Từ trụ sở này, nhiều kế hoạch đã được xây dựng, nhiều đoàn cán bộ đã được cử xuống các địa bàn để tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho những người dân hàng ngày vẫn đang đầu tắt mặt tối với việc lo cơm áo gạo tiền. Hàng bao năm nay, những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn được tiếng là an phận. Nhờ các lần xuống với dân, cán bộ trợ giúp pháp lý đã phần nào hiểu được những rắc rối pháp luật không ai giống ai trong cộng đồng dân cư. Để giúp cho bà con hiểu họ cũng có quyền được pháp luật che chở, có quyền tự đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình một cách hợp pháp thật không dễ. Đó là một công việc phải tiến hành dài lâu, từng bước, không thể là công việc của một sớm một chiều. Nhiều sách báo pháp luật, tờ gấp pháp luật đã được phân phát miễn phí tới tận tay người dân. Những cuộc nói chuyện giải đáp pháp luật, tuyên truyền vận động đã dần xóa bỏ đi những mặc cảm tự ti ẩn náu trong mỗi người nông dân, cũng như giải tỏa được những oan ức. Hôm nay thì em đến đây là gặp các giáo sư của trung tâm trợ giúp pháp lý thì để hỏi xem là bây giờ em phải làm như thế nào để con em sau này lớn lên là biết mình cũng có một người bố. Chúng tôi có hai cái mục tiêu cần đạt tới trong cái sự phối hợp này, là qua cái sự phối hợp này chúng ta phải nâng cao được cái nhận thức cho chị em về cái sự hiểu biết về pháp luật, để từ đó chị em tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình. Và cái mục tiêu thứ hai chúng tôi cần đạt được là từ cái sự hiểu biết của từng cán bộ hội viên hội phụ nữ thì chị em phải vận động gia đình, vận động làng xóm chúng ta thực hiện tốt cái chính sách pháp luật.
với hai cái mục tiêu như trên thì Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi đã đặt ra một cái mục tiêu là chúng tôi bằng các hình thức tuyên truyền là chúng tôi phải đưa được tới 80% các hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phải được tiếp cận với các cái loại hình thông tin. Trên cơ sở được tiếp cận đó thì chị em mới nắm bắt được cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.